Vậy là mình vừa hoàn thành món gà nộm hay còn gọi là gà xé phay rất là ngon. Miếng thịt gà của chúng ta sẽ to này, và ăn sẽ rất là thanh, vị ngọt chua cay hòa quyện với nhau rất là đậm đà. Thịt gà thì ngọt mềm, không bị khô, hành tây giòn và không bị hăng các bạn nhé. Mùi thơm của rau răm và của vừng kết hợp với nhau làm món ăn thêm độ ngậy và hấp dẫn. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Vlog của Quỳnh Lương. Mình là Quỳnh Lương đây, và hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người cách làm nộm gà hay còn gọi là gà xé phay rất là đơn giản. Đây là một món ăn thanh mát, và đặc biệt là trong cái dịp Tết ấy, cổ truyền của Việt Nam chúng ta thì gia đình nào cũng rất là nhiều gà đúng không ạ? Gà luộc, gà rang, nhiều khi là gà thắp hương xong xuống thì chúng ta cũng không biết chế biến là món gì, bởi vì gà luộc ăn nhiều cũng chán. Thì chúng ta có thể tận dụng cái món gà thắp hương đấy để chúng ta làm món gà nộm, tiết đãi bạn bè hay là ăn cho chống ngán, rất là tốt các bạn nhé. Nguyên liệu của mình đó chính là một con gà luộc mình đã chuẩn bị rồi này. Tiếp theo đó chính là những nguyên liệu để chúng ta cùng làm nộm. Gà nộm hay là còn gọi là gà xé phay thì chúng ta kết hợp với hành tây này. Các bạn chuẩn bị cho mình một chút lá chanh, rau răm, không thể thiếu rau răm các bạn nhé. Đặc trưng của món này là phải có rau răm này. Và một nửa củ cà rốt, chanh, một vài nhánh tỏi, gừng, một hai quả ớt này. Và các bạn có thể chuẩn bị cho mình đậu phộng hay là lạc rang đấy ạ, hoặc có thể là vừng các bạn nhé. Kèm theo các nguyên liệu như là mắm, muối, mì chính, bột canh, hạt tiêu. Đấy là những nguyên liệu chúng ta đã đầy đủ để làm món gà xé phay rồi. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu tiến hành làm món gà xé phay với mình nhé. Vâng, và để bắt đầu làm món gà xé phay thì mình chuẩn bị đến một con gà. Nhưng mà một con thì gia đình mình không sử dụng hết, nên mình sẽ chỉ chặt đến nửa con thôi các bạn nhé. Và đây là cái gà thắp hương xuống ấy, nên là mình sẽ tận dụng luôn cả lườn gà nhá. Còn thực tế để làm món gà xé phay hay là gà nộm ý, ngon nhất thì chúng ta sử dụng cái phần má đùi thì thịt nó sẽ không bị bở và sẽ rất là giòn và ngon các bạn ạ. Chúng ta sẽ lọc ra để lấy thịt gà nhé. Chúng ta sẽ lọc để lấy phần thịt gà dị nguyên ra các bạn nhé. Vậy là mình đã lọc thịt gà ra riêng xong rồi các bạn nhé. Cái phần xương gà này chúng ta có thể tận dụng để cho vào nồi măng hay là nấu miến đều được. Đấy. Và gà xé phay thì đáng lý ra thì là xé, nhưng mà thôi em sẽ thái miếng, nhìn nó sẽ ngon hơn và thịt gà nó không bị nát và vụn các bạn nhé. Thái xong chúng ta sẽ cho sang Âu nha các bạn. Để lát nữa chúng ta bóp nộm luôn.
Nửa con gà mà được khá là nhiều thịt đấy ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ đi thái hành tây. Hành tây thì mình sẽ lấy một củ nhá. Và thái nhỏ này. Thái mỏng thôi các bạn ạ. Em và sau khi thái hành tây xong thì chúng ta sẽ ngâm hành tây vào bát này. Các bạn cho một chút muối vào nhé. Chúng ta ngâm để cho hành tây hết hăng đi. Và một mẹo để hành tây hết hăng thì các bạn ngâm với nước đá nhé. Mình đã chuẩn bị nước đá này. Đấy, một bát nước đá lạnh. Viên đá này mình có thể đập ra để lấy một ít cho vào đây thêm. Và chúng ta ngâm hành tây trong nước đá khoảng 10 phút này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi thái rau răm nhé. Đến công đoạn thái rau răm này. Rau răm chúng ta thái cắt khúc. Các bạn có thể để lại một vài ngọn để tí chúng ta trang trí cho nó đẹp. Còn lại toàn bộ thì thái khúc cho mình. Mùa này đúng là mùa rau răm nên là rau răm rất là tốt đấy ạ. Sau đó chúng ta thái lá chanh này. Lá chanh các bạn thái thật nhỏ nhé. Thái lá chanh xong, tiếp theo thì chúng ta sẽ băm nhỏ tỏi này, gừng và ớt cho mình nhé. Hiện tại mình đã băm nhỏ gừng, tỏi và ớt các bạn nhé. Sau đó bây giờ chúng ta sẽ cho ra bát để chúng ta làm lát nữa chúng ta sẽ cho vào ướp với gà này. Đấy. Các bạn vắt cho mình một quả chanh nhé, để lấy nước cốt chanh. Chúng ta sẽ lấy nước cốt chanh của một quả chanh này. Bỏ hạt để ăn đỡ bị đắng các bạn nhé. Sau đó chúng ta cho vào tỏi, ớt và gừng này, các bạn lấy cho mình một thìa nước mắm nhé. Cái thìa này của mình là 10ml nước mắm đấy. Chúng ta cho vào 10ml nước mắm ngon này. Tiếp theo đó các bạn cho vào cho mình 10ml nước lọc nhé. Cho vào cho mình một chút mì chính này. Đấy, chúng ta đảo đều. Để lát nữa chúng ta trộn vào gà các bạn nhé. Đấy. Nước sốt hiện tại chúng ta sẽ để tạm sang đây này. Tiếp theo đến còn cà rốt, mình quên chưa nạo cà rốt nhé. Bây giờ mình sẽ nạo lấy một ít cà rốt này.
Bây giờ cái phần gà lúc nãy chúng ta để ra đây rồi, các bạn đổ cái phần gia vị ướp này vào một nửa cho mình nhá. Hôm nay mình ướp nước mắm với các thứ đấy, các bạn cho vào một nửa cho mình này. Đấy. Các bạn cho thêm vào đó cho mình một nửa thìa bột canh. Một nửa thìa bột canh thôi này. Cho vào giúp mình một thìa mì chính. Các bạn cho thêm cho mình một thìa đường nhé. Đấy. Một thìa đường này. Sau khi cho đầy đủ các nguyên liệu vào gà thì bây giờ chúng ta sẽ trộn đều này, để gà ngấm gia vị nhé. Trong thời gian đợi chờ gà ngấm gia vị thì em sẽ đi vớt hành tây và để ráo hành tây này. Chúng ta sẽ vớt hành tây ra để cho nó ráo nước nhé. Vậy là hành tây của mình đã ráo nước nhé. Bây giờ mình sẽ cho các nguyên liệu vào với nhau để trộn. Cái phần sốt lúc nãy chúng ta còn để lại một nửa này, chúng ta sẽ cho vào hành tây. Đấy, để cho nó ngấm với hành tây nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ trộn hành tây này, cà rốt này, lá chanh này và rau răm với nhau. Nếu mà vì sao mình lại tách riêng như này, bởi vì nếu như trộn với cả gà thì gà sẽ rất là nát, sẽ không ngon các bạn nhé. Đấy. Bây giờ mình sẽ đeo găng tay để mình đảo cho nó đều. Bây giờ mình sẽ lấy tay đảo nhẹ này. Các bạn đảo nhẹ thôi nhé, tránh bóp, bởi vì là nếu như chúng ta bóp ấy thì các nguyên liệu của chúng ta sẽ bị nát. Đảo như thế này để ngấm đều này. Lát nữa hành tây của chúng ta với lại là cà rốt của chúng ta ăn cũng không bị nát đâu, nó vẫn giữ được độ giòn các bạn nhé. Chúng ta để gia vị trong vòng 5 phút để cho ngấm vào các nguyên liệu nhé. Vâng, và sau 5 phút thì các nguyên liệu của mình cũng đã ngấm gia vị. Và bây giờ chúng ta cho thịt gà vào này và đảo nốt nhé. Đấy. Các bạn cho thịt gà vào. Nhớ là đảo nhẹ tay cho mình nhé, không là các nguyên liệu của chúng ta sẽ bị nát. Các bạn đấy, đảo nhẹ dưới lên, tránh là không tình trạng nộm, chúng ta không bóp nhé. Nửa con gà mà được rất là nhiều luôn các bạn ạ. Đấy. Đây là thành quả của mình nha. Ten ten nhìn rất là ngon đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ ăn thử một miếng đi, xem là đã nêm nếm các gia vị vừa vặn chưa. Xong rồi mới cho ra đĩa nhá. Mình xin phép được thử một miếng này. Xin lỗi cả nhà nhá. Sau khi vừa nếm thử thì mình phát hiện ra là mình quên cho hạt tiêu. Nó sẽ bị thiếu một vị. Và bây giờ mình sẽ cho thêm hạt tiêu vào nhé. Các bạn cho thìa, nửa thìa canh hạt tiêu cho mình. Nửa thìa cà phê hạt tiêu thôi ạ. Bạn nào ăn được nhiều thì chúng ta cho nhiều nhé. Đấy, sau đó chúng ta lại đảo đều lại. Một chút nữa. Rất là ngon rồi ạ, hành tây thì không bị hăng đâu cả nhà nhé. Ăn này, món này sẽ rất là thanh đạm và mát này. Mùa hè chúng ta làm cũng được, cải biên món ăn đi, rất là dễ ăn thôi ạ. Bây giờ em xin phép cho ra đĩa. Bây giờ chúng ta sẽ cho nộm ra đĩa các bạn nhé, để thưởng thức thôi ạ. Cuối cùng cho khi cho ra đĩa hoàn thành thì chúng ta sẽ cho vừng lên. Và nguyên tắc của món nộm hay là các món salad trộn ấy thì chúng ta không được dưới cái nước nộm này lên đâu các bạn nhé. Bởi vì thành phẩm của chúng ta sẽ phải là món nộm khô. Đấy, cuối cùng chúng ta cho vừng lên này. Rắc vừng lên, ăn sẽ rất là ngậy luôn. Đấy. Vậy là mình vừa hoàn thành món gà nộm hay còn gọi là gà xé phay, rất là ngon. Miếng thịt gà của chúng ta sẽ to này. Và ăn sẽ rất là thanh, vị ngọt, chua cay hòa quyện với nhau rất là đậm đà. Thịt gà thì ngọt mềm, không bị khô. Hành tây giòn và không bị hăng các bạn nhé.
mùi thơm của rau răm và của vừng kết hợp với nhau làm món ăn thêm độ ngậy và hấp dẫn hơn rất là nhiều. Các bạn có thấy đơn giản không ạ? Rất là đơn giản đúng không ạ? Chỉ sau 30 phút là chúng ta đã hoàn thành món gà nộm này rồi. Có thể cải biên trong món ăn trong các bữa cơm gia đình, chúng ta quây quần bên nhau cùng làm món nộm sẽ rất là hấp dẫn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu như các bạn thấy video của mình còn chỗ nào không hợp lý hay là cần góp ý gì thì các bạn nhớ bình luận ở bên dưới cho mình nhé. Để đón nhận nhiều video hay về các món ăn dân gian hay là các món ăn đơn giản dễ làm, có thể chế biến trong bữa ăn hàng ngày và rất là dễ thực hành, thì các bạn hãy đăng ký kênh Quỳnh Lương của mình để xem nhiều video hay hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.